Có một bé gái là nó 28 tháng rồi mà nó có 9 kg rồi. Mẹ mẹ của bé là nói là nó không ăn, kén ăn á, là đút đút cơm á thì có một muỗng, một là ngậm hoài, còn không là đút không ăn. Rồi cũng đi bác sĩ nhiều rồi, cho đóng thuốc bổ cũng nhiều, mà men vi sinh cũng nhiều, mà không thì em cũng mới tư vấn, đang đang nhắn tin tư vấn là sử dụng chip lắc với để tái tạo lại hệ tiêu hóa cho bé đó. Rồi Mà chưa chưa dạ chưa 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 được phải không? dạ chưa được Chưa được phải không? dạ đúng rồi Rồi này suy dinh dưỡng tới chắc là độ 3 quá. dạ Suy dinh dưỡng độ độ 3. Rồi bây giờ nếu mà gặp những cái tình tình trạng này á, là em hỏi thêm dạ tức là hỏi thêm những điều gì mà nó gây ra, chắc chắn phải có điều gây ra chứ không tự nhiên mà như thế đâu. Ví dụ trước đây là bé bị tiêu chảy nè, bị viêm ruột nè, rồi bị táo bón nè ha. Cho nên ví dụ như em nói là ký thì đúng rồi, những này khỏi nói, này là thiếu cân nặng rồi. Yeah. Rồi còn nếu mà chiều cao nữa thì nó thấp nữa thì có nghĩa là vừa 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 là thiếu cân thì gọi là gầy, nhưng mà nếu thấp chiều cao nữa thì trong tương lai sẽ thấp còn. À, cho Yeah. nên mình mới xác định được với cái tình trạng thực của là gì. À, đầu tiên mình xác định hai hai cái điều này trước. Thiếu cân là nó dẫn đến gầy đúng không? Ví dụ như đủ chiều Yeah, đúng cao rồi. thì nó chắc chắn nó gầy, mà thậm chí nó còn gầy 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 rất là gầy. À, nếu như nó đủ chiều cao thì lúc đó là gọi là gì, suy nhược. Suy nhược á Dạ. thì mình bổ sung dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng phải hấp thu, à, cái vấn đề nó giải quyết là như vậy. Còn nếu mà bé bị thiếu chiều cao nữa, tức là sau khi bé mà nó đang phát triển ở độ tuổi này, mà tuổi ăn tuổi lớn, tuổi nó phải ăn ai lớn và phát triển, thậm chí là tính bằng tháng, thậm chí là mỗi tháng phải Dạ. tăng bao nhiêu trầm gram, thì mình sẽ hỏi tiếp cái câu thứ hai là bao lâu rồi mà không không tăng đúng không, bao lâu rồi không Dạ. tăng. Ví dụ như hồi trước đó là nó bị những tháng trước nữa nó bị không tăng rồi nó bị thế này thế kia, nhưng bây giờ cái ký đó nhưng mà nó đang tăng thì như vậy thực ra nó vẫn còn tốt hơn á, là nó hiện tại nó không tăng. Cho nên nếu mà hỏi ra Dạ. lúc đó mới phát hiện ra bé đang không tăng cân và không tăng theo cân theo chuẩn nữa, là tức là bé đang nguy hiểm. Tức là như nãy là thiếu cân này, rồi có nguy cơ thấp còi này, bây giờ lại đứng im Dạ. không tăng cân nữa là dẫn đến là nguy hiểm. Thế thì mình mới hỏi tiếp là bé bé sao, bé đang dùng gì đúng không, thì người ta mới kể ra một dọc. Thì lúc này một dọc á, thì một dọc kể thì nãy em có kể là men vi sinh, rồi thuốc kích thích ăn Thuốc ngon, bổ rồi thuốc bổ đúng không. Rồi dạ đúng rồi bây giờ bổ sung dưỡng chất mà bé không hấp thu được thì dưỡng chất nó có vào đâu, mà thậm chí nó vào vào mà nó không không xài được luôn, vào nó không xài được, thậm chí nó còn gây nóng cho bé. Tức là dạ mọi người hay hay hay, hay nghe nói là gì, à, uống 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 vitamin nhiều bị nóng đúng không, dạ đúng không, đã uống vitamin nó mát nhưng mà uống dư thành trở thành nóng, đã nó làm cho gan mình phải theo phải thải nữa, mà bé đang như vậy thì vấn đề này cũng 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 không không ok luôn. Rồi men vi sinh thì đấy, mình đã học trong các buổi Zoom này, mình biết cái men mình và thậm chí nó sẽ khác biệt như thế nào mình biết rồi. Men của mình đó là nó gấp hàng trăm lần so với men khác đúng không, đó cho nên đó đó là những cái thế mạnh mà mình phải là mình sẽ khai. Bây giờ mình như vậy thì mình hỏi ra vấn đề, mình xác định vấn đề, mình nói à bé bị như vậy, có nguy cơ như vậy, rồi bé đã điều trị như vậy, thì mình giải thích tại sao nó không không ấy, là vì đường ruột nó không được cải thiện cái gốc thì nó không hấp thu được, ngay cả mình uống vitamin nó cũng đâu giải quyết được, thậm chí uống nó dư dư vitamin nó sẽ sinh nóng, rồi nó sẽ sinh ra ra vấn đề, thậm chí là nó ảnh hưởng tinh thần nữa đó. Đó cho nên nó không ổn. Rồi kích thích ăn ngon, ủa kích thích ăn ngon là kích thích cái gì, đường ruột nó khỏe thì enzyme nó mới tiết ra được, miệng nó mới tiết ra enzyme được, nó tiêu hóa sạch nó mới tiết ra enzyme. Cho nên nếu như vậy thì
Như vậy thì dùng 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 những cái kia nó không giải quyết được cái gốc đường ruột thì cũng không giải quyết được. Cho nên vậy vậy thì mình sẽ giải quyết, ở đây mình giải quyết mấy vấn đề. Gốc Cái là cung đường là ruột. đường ruột. Hai, phụ phụ nhưng mà cũng quan trọng là enzyme tiêu hóa. Đúng không? Có nghĩa là enzyme tiêu hóa không sử dụng lâu, sử dụng một trong một thời gian ngắn nhưng sẽ cần enzyme tiêu hóa. Là hai vấn đề chính để giải quyết cái vấn đề tiêu hóa và cái gốc là nuôi lại đường ruột. Rồi, như vậy thì em giải quyết hai cái đó đầu tiên. Vâng. Là khi giải quyết hai cái đó đầu tiên thì như vậy thì nó sẽ dẫn đến kết quả là gì? Là khi đạt được cái này thì dấu hiệu là gì? À, em nãy chứ chưa quên còn hỏi nữa. Bị bón hoặc là tiêu chảy Em có hoặc hỏi, là, cái đó em có hỏi. à đúng rồi, phân nghe mùi thối, đúng không? Không bao Vâng. giờ bình thường. Rồi. Em Như hỏi thì mẹ bé nói bình thường à, đi nó đi phân cũng giống như người lớn mình luôn đó, mà dẫn đi mỗi ngày đều đều, không có vấn thì đề gì đó quá, đó cho nên thấy không, có nghĩa đều được. là không bị rối loạn. Như vậy thì bây giờ vẫn còn đề là còn chất lượng tiêu hóa và sự tiêu hóa bên trong á, ẩn bên trong á là vi sinh đấy Vâng. không, cho nên mà đáp án là giải quyết vấn đề. Như vậy thì bảo là dùng men vi sinh để cấy lại, thì cấy lại như nãy có vừa chia sẻ rất kỹ của Hồng Hạnh là tái tạo lại hệ vi sinh, thì dùng liều Dạ. ít nhất là 2 tuần. À, nãy là trường hợp phổ thông, còn trường hợp nữa này á, là có thể nói gần như là trường hợp này là cái trường hợp cá biệt đấy, thì mình nói là dùng ít nhất 2 tuần nha. Rồi mình sẽ theo dõi á, là gì, theo dõi là cảm giác về 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 đói bụng và ăn ngon là dấu hiệu. Còn phân á, hồi đó giờ nói tốt á, là nói á, là vì sao nó cũng không đến nỗi tiêu chảy, không đến nỗi này nọ thôi, chứ thật ra sau khi sử dụng có khi là nhìn ra sự khác biệt là phân Vâng. tốt hơn. À, là dấu hiệu thứ hai. Rồi còn cái việc mà liên quan đến ăn ngon miệng, đâu phải là 1 2 ngày ăn ngon, đúng không? Không Vâng. phải, không phải như vậy, điều đó nó không hợp lý. Nhưng mà mình sẽ theo dõi trong vòng, mình muốn cho cái việc mà cải thiện ăn ngon được ấy, thì lúc này mình mới 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 khuyên những lời khuyên tránh những sai lầm. Tránh những sai lầm là gì? Là bao nhiêu năm tháng nay cứ ăn không ngon là luôn luôn ép ăn. Thì bây giờ mình ngược lại, mình nói là bây giờ cái vấn đề là còn cả nhiều năm sau đó của bé chứ đâu phải mấy ngày, thì hãy làm cái việc nào gọi là ăn uống dễ tiêu, ăn uống nhẹ nhàng, giống như nãy Hồng Hạnh với lại Trúc Ly mà có cái buổi mà gọi là giao tiếp để mình phân tích ra đó, gọi là làm cái cây thực tế như vậy đó. Mục tiêu là Vâng. gì? Làm cho bé thay đổi được cái đường ruột và từ đó nó mới dẫn đến là nó thay đổi được cái enzyme tiết ra để tiêu hóa, cụ thể là cái miệng sẽ ăn ngon, đúng không? Đó, cho nên trong vòng 14 ngày bám sát để theo dõi những cái dấu hiệu đó, và đồng thời á, là mẹ bé mà vẫn cứ lo lắng mà vẫn cứ tìm cách thúc con ăn, thậm chí á, là một bữa ăn kéo dài đến cả giờ, đúng không? Thì không làm như vậy mà hãy làm cái việc là tập trung vào cái chăm sóc cái hệ tiêu hóa bằng cái cách đó, có nghĩa là dùng lợi khuẩn rồi dùng đúng theo hướng dẫn. À, trong trường hợp này thì lúc này á, là hồi nãy á, là ví dụ tình huống của bé kia á, là bé đi học cho nên kẹt giờ, nhưng trường hợp này bé bé này Mua là của máy chưa đi học được á, nhé. thì phải làm đúng như vậy. Rồi thì đó là việc phải làm. Và mình giải thích á, là nếu như mình là trước đây mình làm không được thì bây giờ những cái gì không được là tại sao, ví dụ như là cái việc mà kích thích ăn ngon thì uống vào thì nó liệu nó có làm thay đổi được đường ruột hay không, không. Như vậy thì cái Vâng. việc đó không phải là cái gốc. Dùng men vi sinh ok, đúng, tốt, nhưng mà nó không có hiệu quả, cho nên bây giờ mình họ cũng không có cho dùng nhiều, mình thậm chí mình còn không cho dùng những khác mà dùng men vi sinh. Đồng Dạ. thời
là mình giải thích tại sao chỉ dùng men vi sinh mà thay đổi mà ngày xưa không thay đổi. Rồi, còn những thuốc kích thích ăn ngon thì dĩ nhiên là không. Bởi vì uống rồi, sau không uống thì lại bé trở lại và thậm chí có nhiều bé sẽ bị nặng hơn. Đó, cho nên không dùng. Rồi, còn cái chuyện mà nãy có nói đến nhắc đến vitamin. Hồi nãy có nói đến vitamin, trong kit lắc có vitamin đủ rồi, không bổ sung thêm vitamin. Và đó, rồi gì nữa? Nãy có nói đến một ý nữa, làm sao để bé tăng cái hiệu quả tiêu hóa trong một cái thời gian 2 tuần. Thì trường hợp này mình xác định là để kích hoạt lại hệ thống tiêu hóa, cho nên mình giúp cho đứa trẻ này 2 tuần cái enzyme tiêu hóa nữa. Hồi nãy mình có nói là enzyme tiêu hóa là mình không muốn bé lệ thuộc vào điều đó, nhưng hiện tại bé mình trợ giúp một đoạn thì lúc này cái toàn bộ cái hệ thống tiêu hóa nó thì chứ không phải là mình lệ thuộc nó, thì cho nên mình cho bé dùng enzyme tiêu hóa trong vòng 2 tuần. Là enzyme tiêu hóa lúc này mình mới lựa trên kệ Ruby mình có, thì mình xài kệ Ruby hơn có để xài, còn không nữa là mình sẵn sàng tư vấn chỉ cho khách ra tiệm thuốc tây mua Neopeptin đó trong một thời gian ngắn thôi. Đó, như vậy thì mình sẽ hướng cho khách là để giúp chỉ có 15 ngày thôi nè. Rồi người ta ra mua đó, và như vậy thì trong vòng 2 tuần này là con họ bắt đầu mình theo sát, mình đánh dấu hết những cái cảm nhận mà nãy giờ mình đang phân tích đó, nó thay đổi thì đó là mình động viên, đó là như vậy, nó sẽ thay đổi. Thì vậy nhưng mà hầu hết các bé sẽ thay đổi, bởi vì sao? Hồi xưa giờ không có dùng được những cái sản phẩm nó cải thiện được một cách rõ ràng từ cái gốc như vậy. Bây giờ mình làm đúng cái việc đó. Còn thí dụ như bây giờ có một cái sản phẩm nào khác, ví dụ như anh Vinh biết thì mình cũng sẽ nói, nhưng mà anh Vinh nghĩ lại cái gốc vẫn là đường ruột, cho nên ví dụ như kích thích ăn ngon thì mình cũng nghĩ là cũng không cần thiết. Rồi bây giờ bổ sung dinh dưỡng gấp trong lúc này cũng không cần thiết. Rồi đó là mình giờ tạm gác là giải quyết cái gốc, rồi sau đó làm gì mà có trong vòng 2 tuần mà ổn. Bé còn một cả một tương lai dài thì sau này mình sẽ khuyên duy trì cái gì vi sinh để giữ cho cái đường ruột đạt được cái kết quả bền vững. Rồi lúc này bé đã ăn ngon hơn một, bắt đầu mình mới tăng cường ăn uống, thì bây giờ mình sẽ tăng dần dần bữa ăn, tăng dần dần bữa ăn theo cái nguyên tắc hướng dẫn chung đó. Đó, như là 2 tuần đầu mình dùng liều tấn công, mình cho bé sử dụng 2 gói kích lắc trước ăn và sáng và trước ăn chiều trong vòng 2 tuần. Đúng rồi. Xong rồi cái bước qua tuần thứ 3 mình cho sử dụng cái thuốc hồi nãy men vi sinh nãy anh ấy nói sao đó. Hay là sử dụng đồng chung với từng 2 tuần đầu luôn anh? Em cho sử dụng 2 tuần đầu luôn để kích hoạt toàn bộ mọi cái lên. Có nghĩa là mình để cho bé phải tiêu hóa tốt, miệng bé phải ngon, enzyme bé khi tiêu hóa sạch tự động nó kích hoạt lại cái hệ thống tiêu hóa. Lúc này nó tiết đầy đủ, thì sau này nó tiết đầy đủ mình lại tăng cái bữa ăn lên đó, thì kết quả là nó giữ được. Rồi xong rồi cái sau đó dùng liều duy trì. Duy trì là từ một gói, hai gói. Hai gói trong ngày. Đúng rồi. Hay không? Sau đó vẫn duy trì hai gói, cái này gọi là bảo đảm hồi phục. Chứ chưa phải là duy trì đâu. Đây mới là sửa chữa, là cấy vi sinh là 14 ngày, 15 ngày. Tiếp tục là giúp cho chức năng tiêu hóa ít nhất 14 ngày nữa. Gọi là giúp cho chức năng tiêu hóa là dùng sau bữa ăn, còn lúc đầu là dùng trước bữa ăn. Có nghĩa là thực ra vậy nè, sau bữa ăn lúc cái đoạn 2 á, sau bữa ăn cũng được, trước bữa ăn cũng tốt, nhưng mà vì mình muốn có cái chủ đích rất rõ ràng là ăn xong rồi sau đó lại bổ sung vô để giúp cho cái quá trình tiêu hóa của bé đó. Nó có cái tính hỗ trợ thêm một chút. Còn cái men là sẽ dùng ngay trong bữa ăn, tức là mình để tiêu cái thức ăn thôi mà, cho nên đang ăn hoặc là vừa ăn xong là dùng cái men liền, cái men gọi là men tiêu hóa đó. Là làm vậy đấy, hầu hết mọi người làm như vậy là cách đơn giản nhất rồi mà thành công rồi.
Sau đó là sau này khi bé bé ăn uống được rồi, muốn bổ sung dinh dưỡng này, em Thảo Hồ tư vấn là uống sữa công thức này, rồi tăng thêm những cái thành phần dinh dưỡng.